Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với YouTube này. Thì hiện tại mình đang ở Hà Nội và mình sẽ chuẩn bị tham dự cái giải chạy bộ 10 km của Viettel các bạn ạ. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 10 năm 2020 các bạn nhé. Thì các bạn có thể xem cái quang cảnh mà mình sẽ chạy ở trên cái cung đường này các bạn ạ. Đấy các bạn xem ở đây là cái con đường sẽ diễn ra buổi chạy vào ngày mai các bạn. Đó các bạn có thể xem cái quang cảnh này. Thì có một số vận động viên thì đã chạy thử trên cái con đường chạy này các bạn. Okay. Các bạn mình vừa hoàn thành cái giải của Viettel các bạn ạ. Chúng ta đã có làm chưa? Các bạn đã đuổi những cánh tay đúng rồi. Chúng tôi chưa chắc là đúng rồi. Chúng tôi cần những cái hoạt động của các bạn. Hãy cố gắng lên, hãy mua mắt tận ký để chúng ta hoàn thành cái 10.000 km. 10.000 m, 10.000 m. Vâng, các bạn là viên lưu ý một chút. Trên đường chạy cách cổng sân gấp 800 m có một trạm tiếp nước cho vận động viên cần bổ sung năng lượng. Đường chạy được phân cách với người đi bộ và các phương tiện khác bằng côn. Vận động viên vui lòng chạy trong và giữa giải côn. Trên đường chạy có thảm tính giờ, vận động viên cần chạy đủ 6 lần qua thảm để đạt 5 đến 6 phút trước giờ xuất phát. Mời vận động viên hãy ra tổ xuất phát và chúng tôi hy vọng rằng các bạn sẽ có một trải nghiệm thú vị ở cự ly 10.000 m. Vâng, chúng tôi đã chuẩn bị thật sáng để chúng ta lên hình thật đẹp đúng không ạ? Khoảng 6 giờ 25 phút, chúng tôi sẽ đóng đường chạy hạng mục chuyên nghiệp. Sân khấu đã sẵn sàng, ánh đèn đã rất rực rỡ. Các bạn hãy tranh thủ làm những hình ảnh để lưu lại kỷ niệm ngày hôm nay. Rồi đến lượt chạy thứ hai các bạn ạ. Các vận động viên Xiaomi Pro các bạn. Mình vừa hoàn thành đường chạy Pro trước các bạn. Bây giờ đến lượt Xiaomi Pro khoảng 6 giờ 30. Đây gồm có Viettel cũng như là VTV tổ chức các bạn. Cái giải chạy marathon này chỉ có một cự ly duy nhất, đó chính là 10 km. Các vận động viên thân mến, Viettel Matic giải đấu trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 25 ngày truyền thống Viettel Telecom là cuộc tranh tài gay cấn của các vận động viên trên hành trình chinh phục thành tích mới, đồng thời cũng là dịp để Viettel Telecom cùng các cá nhân tập thể yêu chạy bộ tri ân và lan tỏa những giá trị tích cực đến với cộng đồng và đồng hành cùng ủng hộ suốt chặng đường 25 năm qua. Toàn bộ doanh thu bán vé sẽ được ban tổ chức chúng tôi quyên góp cho chương trình Trái tim cho em. Chương trình được Viettel Telecom và Quỹ Tấm lòng Việt, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện nhằm giúp đỡ những trẻ em khó khăn, không may mắn mắc bệnh tim bẩm sinh có cơ hội để chữa trị kịp thời. Hãy đồng hành cùng chúng tôi, hãy chạy để rèn luyện một trái tim khỏe, chạy để lan tỏa những giá trị tích cực đến với cộng đồng bạn nhé. Chúng tôi xin thông báo với các vận động viên là trên đường chạy
cách cổng sân phát 800m có một trạm tiếp nước cho vận động viên nào cần bổ sung năng lượng. Thứ hai, đường chạy được phân cách với các người đi bộ và các phương tiện khác bằng côn, vận động viên vui lòng chạy trong và giữa giải côn. Thứ ba, trên đường chạy có thảm tính giờ, vận động viên cần chạy qua đủ 6 lần qua thảm để đảm bảo đủ số vòng quy định. Các khu vực giãn cơ, dinh dưỡng từ đầu sắp ở bờ hồ, các vận động viên quan sát hoặc tuân theo sự hướng dẫn của tình nguyện viên. Với giải thưởng hạng mục Silver Server bán chuyên nam nữ nhất 8 triệu Garmin Forerunner 45 trị giá 5.090.000 đồng dành cho nam. Áp dụng lần đầu tiên mà nhỉ. Covid này chớp ngay được làm luôn ở trên bộ hồ này, thế là ok rồi. Vấn đề bây giờ là nhanh thôi. Nhanh và mất cơ hội ngay. Covid các bạn nghỉ ngay. Đúng chưa? Như ở Đà Nẵng ấy nhờ, sợ ngay. Vâng. Không chỉ con nhá, tí dòng người đấy mà nó lao ra đấy nhá. À, được chưa, được rồi. Cúc. Cần mà người nó thon hơn. Tức là em nhìn nó là không thấy của mình nữa. Anh cũng giờ nhìn thấy rồi. Giờ nhìn thấy rồi. Hôm nay là phải nói là mình phải cố gắng 10 km. 79 thì chắc phải hoàn thành. Vượt qua giới hạn mà. Chính bản thân thấy có cái hút vào. Lý do nếu em không có cái đấy. Thậm chí chính tay em sợ. Mình cần đầu tiên mình là mình nghĩ là nó phải là lâu rất khó, về lâu là nó phóng hơn là đấy. Anh không tham gia thì anh lên sức mà được sức không ai trách được anh. Không, anh lên nhanh quá rồi. Không có gì đâu. Có. Alo. À em. Vâng. Đồng chí Linh mấy giờ lên ảnh đây? Lên Facebook thỏa mãn mọi người. Tất cả các đối tượng, tất cả các đối tượng chứ còn lên thương hiệu mình lên. Đây. Chủ lý chúng ta có thể xuất phát. Vậy chúng tôi cần những nụ cười tươi, những đôi chân, những đôi giày hạnh phúc và động mạnh mẽ đó. Hãy cho đợi thầy quân ốc thật kỹ để chúng ta chuẩn bị cho cự ly 10.000m sắp tới ngày này. Còn rất nhiều gương mặt quen thuộc ở trước. Bây giờ hãy cười cả tươi, chú ý hãy cười cả tươi. Có hàng trăm cái máy ảnh đang hướng về phía các bạn. Chỉ một nụ cười, chỉ một hình dáng rất đẹp tươi, chúng ta sẽ lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời chúng ta ngày hôm nay. Và chúng ta nào, hãy nghe là chuẩn bị nào. 1, 2, 3. Và chúng ta đọc cần lại nào, cần lại nào. Vâng, chúng ta mời, vâng, xin mời một chút ảnh ra vào đây ạ. Vâng, một chút ảnh ra hàng đầu Việt Nam thôi. Là qua đến đây. 1, 2, 3. Không được, làm lại nào. Chúng em ngồi xuống nào, ngồi xuống nào, tất cả đều ngồi xuống nào. 1, 2, 3, đứng lên nhá. 1, 2, 3. Chưa đủ, mạnh mẽ, lại nào, ngồi xuống. 1, 2, 3. Mời chưa anh? Vâng, xin cảm ơn các bạn nào. Vâng,
Vâng, còn đến 3 phút nữa cơ. Để còn 3 phút nữa cơ, có vẻ trời sắp mưa. Trời sắp mưa chắc chắn là đôi chân của bạn sẽ chạy không vừa đúng không ạ? Hãy cố lên nhá, cố lên nhá. 10.000 mét thôi, rất đơn giản thôi. Tôi đoán là các vận động viên chuyên nghiệp thì chạy mất khoảng 45 phút. Chỉ chúng ta chỉ cố gắng là 46, 47 phút thôi, đừng có chạy hơn. Nào, chuẩn bị nào, có flag gun à, các bạn ơi. Vẫy tay lên trời nào, đủ cười tươi, vẫy tay lên trời, đủ cười tươi nào. Chuẩn bị nghe tiếng còi của trọng tài đây, chúng ta sẽ bắt đầu chạy nhá. Hay là chúng ta chạy luôn nhỉ? Ôi chạy xong sớm nghỉ sớm nhỉ? Nào chúng ta vẫy tay lần nữa nào, còn đến 2 phút nữa các bạn. Quay cam nào, trên đầu các bạn rồi. Nào 1, 2, 3. Yêu đuối quá, yêu đuối quá, lại nào. 1, 2, 3. Vâng, có vẻ khỏe hơn một chút rồi nhưng mà vẫn chưa đủ khỏe mạnh. Một lần cuối cùng nào. 1, 2. Vâng, nói lại này. 3, 2, 1. Vâng, có vẻ chúng ta đều muốn về nhất. Lên khi đếm ngược 3, 2, 1 thì các bạn tương tay mạnh mẽ hơn. Xin cảm ơn các bạn. Vâng, chỉ còn 1 phút nữa thôi. Tôi mong chờ 1 phút cũng như các bạn mong chờ 1 phút mà thôi. 1 phút của tôi chắc chắn cũng dài bằng 1 phút của các bạn. Vậy còn chờ gì nữa? Một vòng vòng chuẩn bị đếm ngược này. Chúng ta đếm từ 60 trở xuống đi. We'll be right back.
Time of silence of the sea and breathe away.